bắt đến đi, trả lại tâm trí đây. Mèo 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 mèo, hungakialoblog.vn. Bán rồ bậc da rẻ uy tín nhất Việt Nam VIP. Bờ rồ ác ngon gốt hưu bên sông Kiêm. Các bạn mua thứ đi mua xong trời phê là ưng. Qua chừng lòng em cứ tứng 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 tứng. Hello, xin chào, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel Hồng Akia của mình. Bình thường chúng ta toàn xem TikTok Việt Nam cùng nhau, chán đúng không? Mình cũng muốn thử cảm giác mới nên mình đã quyết định là hôm nay mình sẽ thử sang Douyin, hay còn gọi một cái tên mà các bạn dễ hiểu hơn, đó là TikTok nhưng mà là của người Trung Quốc các bạn nhá. Trung Quốc thì họ không dùng chung TikTok với mình mà họ dùng riêng một TikTok mang tên là Douyin. Hôm nay ta cùng sang bên Trung Quốc để xem là bên Trung Quốc có những video TikTok nó hấp dẫn như nào nha các bạn nha. Tất nhiên là do nó là tiếng Trung Quốc nên là có rất nhiều video chúng ta đéo hiểu được, thì mấy video đấy mình sẽ bỏ qua nha. Video nào mà hiểu ra mới để lại thôi nhá. Ok. Trước khi vào video này, nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình xin một like và đăng ký nha. Và nếu như các bạn muốn mình xem thêm các video khác về TikTok Douyin thì các bạn hãy comment xuống bên dưới để cho mình biết nhá, để lần sau mình còn xem thêm. Thực ra nếu như mình thấy video này nhiều view thì mình sẽ xem thêm, còn ít thì chứng tỏ là các bạn không thích. Ok, quả video đầu tiên chúng ta đó là một video với một cánh đồng đầy cừu. Con này là con cừu hay là con gì đấy? Là con cừu mà đúng không? Thực ra do mình xem trên web này nó không rõ lắm các bạn ạ. Ui, mà nhìn cảnh ảo vãi khách đéo trong game không? Cảnh này không biết bên Trung Quốc có thật không nhở? Mình nghĩ chắc là cũng có các bạn ạ. Mấy cái thảo nguyên này bên Trung Quốc có vẻ nhiều. Đây có cả con bò nữa hay sao ấy. Khiếp, trông quả cảnh ảo nhở. Việt Nam mình không biết có mấy khu nào như này không ta. Ôi giời ơi, kéo lên xong rồi kiểu chứ nó nơ, không có đâu sói ạ. Thế thì mất quan điểm quá. Cái đéo đấy. Ôi, Trung Quốc tôi mới vào hai video đầu tiên mà tôi hơi ngợp với các bạn ạ. À, ảo quá. Hình như là cái nhạc này là nhạc Weibo thì phải các bạn ạ. Là nhạc anime. Ồ, à không phải, bài này là bài Stay. Khiếp, trông đẹp vãi cả trưởng các bạn nhờ. Wow, bên Trung Quốc nó có mấy buổi diễn như này luôn hả? Trời ơi, người đứng đông chưa này. Đúng là đất nước hơn tỷ dân có khác, trông người như ngoé ạ. Ôi giời ơi, tôi thể với các bạn luôn đấy. Cái TikTok Douyin Trung Quốc toàn gái thôi các bạn ạ. Mình đã được nghe cảnh báo là sang TikTok Douyin toàn gái rồi nhưng mà nó nhiều quá. Ui giời, ui giời, sao tôi nói thật với các bạn nhá, các bạn biết tôi đang nhìn mỗi bạn nào không? Tôi nhìn đúng chị này thôi, tôi không nhìn mấy chị khác. Bây giờ chúng ta cùng hỏi một câu để xem bao nhiêu bạn hiểu Hùng nào. Đố các bạn biết tại sao ở đây có 5 chị nào cũng xinh, tại sao tôi lại xem đúng chị số 2? Đấy, các bạn cho comment này, xem bao nhiêu bạn đoán được nhá. Rồi mình sẽ để cái cam lui xuống một tí vậy, tại vì nhiều khi nó có thể nó sẽ che mất nội dung. Chị này xinh mà đúng không? Nhưng mà tôi vẫn chỉ nhìn chị này thôi. Này là siêu nhân à? Camera đâu à? Tôi chả hiểu lắm. Lúc ra là ông này ông đấm thanh niên siêu nhân này mãi không được, ông thanh niên siêu nhân này quay lại đấm bắt ông kia bay luôn. Siêu nhân đéo ấy trông quả đầu giống quả dìu ấy, nhưng mà trông tôi nghĩ là không gọi là đầu dìu được, người ta phải gọi là đầu khất. Sao video này cứ tập trung vào nội dung chính? Tôi xem TikTok Douyin tôi mới xem có mấy video thôi mà tôi ngợp quá các bạn ơi. Ngợp quá. À, cái này đầu tiên tôi tưởng là nói về Tom và Jerry nhưng nếu phải các bạn ạ, là cái khớp nhạc ấy. Kiểu với cái tiếng này khớp với nhạc. Mấy cái tiếng này kiểu nó khớp với cái nhạc ấy, nghe đúng kiểu Tom và Jerry phiên bản lofi chill, nghe chill vãi chưởng. Uầy uầy, đây là kiểu vậy, nôm na là video nói về người ta gọi là gì nhỉ, danh lam thắng cảnh ở bên Trung Quốc à? Khiếp, ảo nhờ. Cái đéo đây. Ta đang xem gì đây? Cái đéo đây.
Ôi ban đầu tôi tưởng nó là thật nhưng mà hình như đây là phim ấy các bạn ạ. Hình như đây là phim ấy. Phim ơi. Trời ơi sao nó ném bóng rổ kiểu gì mà nó ném thấp thế hả trời. Ê trượt võ sư à. Để tôi đang xem cái đéo rồi vậy. Ui. Ui cái này nó kiểu như gọi là người ta thêu thành hình ấy. Ui thêu 3D luôn. Ui. Ui nổi da gà thực sự làm kiểu gì ra mấy cái hiệu ứng này nhở. Hay ôi ảo vãi, đúng là người ta có cái cụm từ pháp sư Trung Hoa ấy là nó không phải lời đồn đâu mà nó là thật ấy. Trung Quốc có nhiều cái ảo vãi trưởng. Trừ lươn thằng camera. Trước tiên trước khi vào video này em xin phép gọi là đề nghị đến ban tổ chức trừ lươn camera giúp em à. Lương 100.000 thì chia đôi giúp em, không trừ hết mẹ luôn giúp em cái. Quay thế này không xứng đáng được trả lương. Ok, đoạn cuối thì có thể chúng ta sẽ vứt vát được lại khoảng 20.000 tiền lương đi. Nhưng mà 100.000 trừ mất 80.000 tiền lương cho em. Trừ 80.000 tiền lương cho em với ạ. Ờ cái này ở bên Trung Quốc người ta thấy bình thường chứ ngoài Việt Nam mà kiểu cởi trần đi vào trung tâm thương mại này người ta tưởng mấy thằng nghiện, mấy thằng dở hơi, người ta bắt mẹ rồi các bạn ạ. Làm đéo được nhảy như này. Sao quán karaoke bên Việt Nam tôi không nhớ có cái chương trình này nhở. Tôi mà đi cùng đám bạn vào quán karaoke là chỉ vào để ngồi hát với bài như kiểu là mẹ ơi xuân này con không về, hay là con bướm sinh, hay là năm anh em chưa một chiếc xe tăng. Chứ tôi đéo nghe thấy có chuyên mục là có ba bạn ra nhảy như này. Trời định vai chế xin địa chỉ quán karaoke này được không ạ? Em phóng sang Trung Quốc luôn. Tệ nạn quá các bạn. Tôi xem TikTok Dojin xong tôi tệ nạn quá. Trời đâu mẹ, con này là con Ngộ Không nhưng mà phiên bản Liên Quân Trung Quốc đúng không? Cái game này là game Vương Giả Vinh Diệu thì phải các bạn ạ. Con này là ná Ngộ Không, không biết là chiêu có giống không. Eo 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 su eo su Ngộ Không. Đây chính xác là Ngộ Không nhưng phiên bản Liên Quân Trung Quốc này. Ui chiêu nó khác tí các bạn ạ. Chiêu ảo vãi hò. Hayate. Thế các bạn luôn, hai game phải giống nhau đến mức nhìn chiêu là biết tướng nào luôn. Yosu này. Ôi this. Mày nhưng mà chiêu con này bay ảo thế. Có con nào Liên Quân giống con này không ta? Đấy Hayate lại chết rồi. Để tôi xem có con nào tôi quen không. Trời ơi con này nó chết mà tôi không kịp nhìn là nó là con gì luôn. Ui nó đá cả cái tàu bay luôn kìa. Cái game này trông cũng ảo phết các bạn nhở. Đúng là game Trung Quốc có khác mà. Ông hắt mấy cái hạt ra nó thành luôn cả một bức tranh. Nó thành luôn một bức tranh. Này có khi nào một ngày đẹp trời ông đi ỉa đâu kích của ông ấy xếp thành hình bông hoa không? Sao tao có thấy buồn cười là tí đéo nhở. Này này có một ngày đẹp trời này mấy anh này trượt trong ngã vỡ mẹ đầu không nhở. Kiểu đâm đầu nền nó chảy máu đầu ấy, đem đi cấp cứu luôn. Anh bị lột đồ luôn. Anh bị cảnh sát đuổi. Tôi thấy giống con ếch hướng nội ở bên Việt Nam mình quá. Ok làm quả thí nghiệm này may là không bay mất cái lớp là may rồi. Tôi tưởng nổ bay luôn cái lớp ạ. Get out! Ê, ông này giống mình vậy!
You are better than I remember. Hai con ninja đánh nhau. Nó là hai cái tay của ông ấy á các bạn, kiểu đây này. Chào 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 chào. Ra lưu võ thuật đỉnh cao công phu. Ôi đánh nhau căng vậy. Thằng ninja thắng có vẻ đang chết cơ. Ui. Ok, như vậy là thằng đen thắng à. Ngày xưa các bạn, ngày xưa là mình cũng rất hay là dùng hai ngón tay để đánh nhau này các bạn. Kiểu đánh nhau cha 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 này này. Diễn như cái cảnh như ở trong những cái anime mình xem, như kiểu là mình sẽ cho tay phải của mình là Luffy, xong rồi kiểu sang số 2, xong rồi đấm Gomu Gomuno các thứ, kiểu đấm nhau với tay trái của mình các bạn đã. Cứ này thôi. Nhiều người bảo mình thần kinh. Lớn lên tôi thấy tôi thần kinh thật các bạn ạ. Không gì bất ngờ lắm. Cái đéo vậy. Ông làm cái thằng người này chuyển động chỉ bằng cách là di chuyển hai cái cúc áo ở phía bên dưới thôi à? Trời má, mấy ông Trung Quốc có mấy cái khả năng đỉnh cao ha. Mình hiểu video nói về cái gì rồi các bạn ạ. Là ông đi ra tiệm gội đầu mà ông nằm ông tự gội đầu luôn. Còn đây là anh nhân viên anh kiểu chứ. Thế anh ra quán gội đầu làm gì anh? Sao anh không ở nhà anh tự gội mẹ đầu đi? Anh đi ra quán để em gội hay là anh gội? Bên Trung Quốc học thể dục như này hả? Là thể dục hay là chơi vui thôi ở bên Trung Quốc vậy? Quả thể dục lạ thế. Hình như là bên này có hội hay gì ấy, quẩy nhiệt vãi, quẩy sáng mẹ nguyên cả một khu luôn mà. Tại Trung Quốc. Này, nhiều khi chúng ta đổi gió sang ngắm trai cũng được các bạn nhờ. Ngắm gái làm gì nhiều, trông trai cũng ngon thế này còn gì nữa. Ông Khứa này đang nghiện TikTok, đang quay TikTok. Đằng sau mấy đứa bạn đang quay ông ấy quay TikTok. Cái này người ta gọi là hậu trường. Hậu trường. Uầy. Thề với các bạn luôn, mẹ có mấy bạn nữ ở bên Trung Quốc đi học mà trông xinh như này luôn á. Thề luôn á. Kiểu hoa khôi mẹ luôn. Tôi mà là thằng đằng sau này nha, tôi mà là thằng này thề luôn, tôi quyết tâm tán bằng được bạn này. Không đổ thì tôi lấy cưa chặt cho đổ. Làm gái xinh quá. Thôi, tâm hồn em muốn yên tĩnh, con kêu em muốn ngủ yên. Ô, cung vọt xem biến hình à. Nhưng mà biến hình bộ nào đấy nó bánh cuốn hơn được không? Bộ này có gọi là bình thường quá được không nhở? Có bộ nào nó chất lượng hơn không nhở? Hình như hôm nay là cái gì? Phan Linh Linh ơi, muộn giờ rồi ấy. Còn cái Phan Linh Linh đấy có nghĩa dịch ra tiếng Việt là gì tôi đâu biết. Ôi giời. Kiểu bạn thuở nhỏ à. Bạn này là của bạn này à. Lãng mạn quá. Đúng là chỉ có phim ngôn tình Trung Quốc thôi mà thật có cái đéo. Đâu kiếm. Đâu kiếm nếu hiểu à. Kiếm con súng à. Ôi rút súng này. Các bạn biết cái đấy nó gọi là gì không? Cách cái sách dạy võ công hướng dẫn 1 cân 30 vô tư. Rút súng ra, đoàn 1 cân 30 vô tư luôn. Tao
Mệt đấy, Trung Quốc quá. Was a violation of the rules of this establishment. And if and I don't. Làm được cả vậy luôn hả? Vậy rồi ạ. Ok, và cái ông vừa rồi sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách để counter sách dạy võ công 1 cân 30 bằng cách dùng súng nhá. Thề luôn đấy, là cái nào Trung Quốc nó có mấy cái pha như này được nhở? Ào vách này ạ. Sư phụ đang ngồi cầm iPhone. Sư phụ. Sư phụ cười à. Satan cầm iPhone quay chưa bắt giới. Sư phụ thì đang lướt Facebook hoặc là lướt TikTok hiểu không? Trông quả sư phụ cười này. Trông quả sư phụ cười kìa. Mất chất vãi cả trường ạ tê. Xỉn vãi đái, tự dưng bây giờ ước mơ được sang Trung Quốc, sống ở Trung Quốc luôn quá. Có nhiều khi tự dưng ước gì được sinh ra ở Trung Quốc quá nhở. Mặc dù là nghe hơi mất dạy nhưng mà sau khi xem TikTok Trung Quốc xong rồi tôi đang có một cái ước mơ là tôi được đẻ ra ở Trung Quốc ấy. Biết đâu bây giờ tôi sẽ có người yêu rất là xinh. Hoặc cũng có thể là tôi vẫn đéo có người yêu cả đó. Này tôi đang chưa hiểu video nói về cái gì nhưng mà sau khi nhìn thấy mấy cái bóng tôi mới hiểu. Ok, lên cái bóng của người nhện với người sắt ngoài đít là nhảy ạ. Thề luôn nhiều video về gái mà. Ôi trời ơi, mà video về con gái thì còn đỡ. Đây là còn là gái xinh nữa chứ. Em muốn được trong trắng, em muốn được xem những video bình thường, em muốn được đắm chìm mình vào nhân văn. Em muốn đắm chìm vào nhân văn à? Không sao, nó chỉ là đồ bơi thôi. Đấy, đang lên TikTok rồi còn bị hôn nữa. Bực mình ra đây. Đấy các bạn thấy không? Vợ mình đang ở bên Trung Quốc mà. Mình rõ ràng là mình sinh nhầm nơi rồi. Vợ mình đang ở bên này là bây giờ mình phải sang đây đón vợ mình về. Nhìn chung tôi tổng kết được một điều là cái TikTok Trung Quốc này là toàn gái thôi. Với cả mấy cái video toàn nhạc nhẽo các bạn ạ. Một là nó nhạc đập bùm 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 ba la bùm bùm ba la bùm ba la bùm. Hai là nó là gái. Gái. Và gái. Ok, cô giáo ra đề. Hãy miêu tả TikTok Dojin trong một từ. Gái. Ok, và chắc có lẽ video reaction của mình cũng sẽ xin phép dừng lại thế thôi các bạn ạ. Tôi nghĩ là tôi vẫn không hợp được với TikTok Dojin. Tại vì nhiều gái quá. Còn bây giờ thì xin chào. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Nếu bạn thấy có ý kiến gì, hãy comment xuống bên dưới nha. Cảm nhận của các bạn sao về TikTok Trung Quốc. Chứ tôi thấy toàn gái thôi.